Bukayo Saka. Odegaard khoảng trống, sút xa. Lần này thì Hugo Lloris vừa cứu thua cho Tottenham Hotspur. Và đó là những gì mà các cổ động viên của Spurs trông chờ ở thủ thành người Pháp, chứ không phải là những tình huống mắc sai lầm dẫn tới bàn thua. Cho Tottenham Hotspur phát triển bóng. Odegaard lại sút xa. Tuyệt vời. 2-0 cho Arsenal. Khi mà Hugo Lloris ném trái bóng đi, người ta tưởng rằng như Tottenham Hotspur có thể tạo ra một tình huống phản công, nhưng thực tế thì nó lại khiến cho hàng phòng ngự của Spurs phải đối mặt với một tình huống sóng gió. Và ở khu vực giữa sân, khi mà các cầu thủ của Spurs đang dâng lên, việc nằm trong nhóm cầm đèn đỏ sau 18 trận đấu là điều khó chấp nhận đối với Everton. Nhưng đây là thời cơ cho Southampton, và một điều cho Southampton. Và cái tên quen thuộc, ngôi sao sáng nhất của những vị thánh, Joshua Brown. Ngay ở những giây đầu tiên của hiệp thứ hai thôi thì Southampton đã có được bàn thắng san bằng tỷ số. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh. Lợi thế mà Everton tạo ra được trong 45 phút đầu tiên bây giờ đã không còn nữa. Joshua Brown! Tuyệt phẩm của Joshua Brown! 2-1 cho Southampton. Chuyên gia đá phạt hàng đầu của giải bóng đá Hoàng Anh, Joshua Brown một lần nữa lại lập công theo cái cách như thường lệ. 2-1 2-1 cho đội khách. Cả hai bàn thắng của Southampton cho tới thời điểm này đều được ghi bởi Joshua Brown. Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City đã từng phải thốt lên: Joshua Brown là cầu thủ đá phạt hay nhất mà ông từng biết. Cơ hội dành cho các cầu thủ Brighton cánh phải. Mitoma! Mitoma! Tuyệt vời! 1-0 cho các cầu thủ Brighton. Ngay ở những giây đầu tiên của hiệp đấu thứ hai thì bàn thắng đã tới với đội chủ nhà sau sai lầm của Joe Matip. Cực tốt. Cơ hội nữa dành cho các cầu thủ Brighton. Solimac, 2-0! Cú đúp của Solimac trong ngày thi đấu hôm nay. Brighton đang bùng nổ ở hiệp đấu thứ hai. Chưa được tới 10 phút của hiệp đấu thứ hai, họ đã có tới 2 bàn thắng vào lưới của Liverpool. Nguy hiểm. Cơ hội. 3-0 cho Brighton. Đó là Danny Welbeck. Bruno. Cơ hội cho Man United. Marcus Rashford. Rashford. Cơ hội cho Rashford. Không vào. Tiếp tục là Garnacho. Marcus Rashford. 2-1. 2-1 cho Manchester United. Thế trận đã xoay chuyển quá nhanh, quá nhanh với những khoảnh khắc này. Một cách ăn mừng đã trở thành thương hiệu gần đây của Marcus Rashford. Gió đổi chiều quá nhanh. Ederson và những đồng đội của anh đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Play. Olise. Thêm một tình huống mà Lewis bị vượt qua. Rất nguy hiểm. Cơ hội không vào. Hoan hô thủ thành Kepa. Rất tốt. Olise có thể dứt điểm. Không vào. Thêm một lần nữa thì thủ thành Kepa đã phải cứu thua cho Chelsea. Những đường lên bóng rất thoáng của các cầu thủ Crystal Palace. Wilfried Zaha,
Mateta là người đã đánh đầu dứt điểm, không vào. Thêm một lần nữa người ta phải nhắc tới Kepa và tài năng tuyệt vời của anh. Rất hay. Wilson, có đâu Wilson, không vào. Pha khống chế và xoay người dứt điểm của Callum Wilson. Một tình huống đầy nỗ lực của Wilson. 3 phút đá bù giờ dành cho hiệp đấu đầu tiên mà sau tài tại Changi City Park. Dứt điểm, không vào. Cú đá vẫn còn hơi lành của Callum Wilson. Đường chuyền sớm. Đánh đâu? Đánh đâu? Vào! 1-0 cho Newcastle. 1-0 cho Newcastle ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Eddie Howe đã phát huy tác dụng với bàn thắng của Isak. Semedo hợp lý. Nunes chuyền bóng không được. Tỷ số là 1-0 cho Wolverhampton. Người ghi bàn là Perez. Đội bóng đã chơi hay hơn ở trong hiệp 1 là những người đã tìm thấy mảnh lưới đối phương ở hiệp 2 này. Đoàn quân của huấn luyện viên Julen Lopetegui đã thể hiện được những dấu ấn của mình trong gần 50 phút đã qua và họ xứng đáng có được bàn thắng mở tỷ số. Sau tình huống chống phạt góc thì Wolverhampton ngay lập tức thực hiện một tình huống tấn công chớp nhoáng. Công đầu trong pha bóng này phải thuộc về Nelson Semedo. Anh đã cố gắng dắt bóng lên trên, sau đó chuyền bóng cho Nunes. Có thể nói là còn non trẻ tại giải Ngoại hạng Anh. Đường chuyền khá bất ngờ. Đã có một tình huống xô đẩy nhau. Một cầu thủ của Brentford đã ngã và trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Chính xác. Tỷ số được nâng lên 1-0 dành cho Brentford. Phút thứ 39 của trận đấu và thế bế tắc đã được phá vỡ. Tình huống mà Marcos Senesi đã không thể kiểm soát Ivan Toney, người đã vừa trở lại sau chấn thương. Sturridge và tấn công dành cho cao thủ Nottingham Forest Brandon Johnson, chuyền bóng cho Gibbs thoát xuống không việt vị. Gibbs vượt qua thủ môn rồi. Gibbs 1-0 dành cho Nottingham Forest. Không như vậy, đó không phải là một tình huống mà Nottingham Forest có thể ăn mừng bàn thắng. Lỗi việt vị. Bàn thắng dành cho Nottingham Forest 1-0. 1-0 cho Nottingham Forest với pha ghi bàn của Brandon Johnson. Vẫn đang là Gibbs White, rất dẻo dai. Cánh trái cầu bách đứng một mình. Nhưng đó là pha tiểu bóng sang cánh phải cho Johnson. Brandon Johnson. 2-0 cho Nottingham Forest và Brandon Johnson lại một lần nữa ghi bàn. Gần như chắc chắn chiến thắng sẽ ở lại với Sun City Ground. Và đó sẽ là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Nottingham Forest tại giải Ngoại hạng Anh. Những ngày tuyệt vời của các trò Steve Cooper. Đây là Boubacar Camara, bên trái là Lucas Digne, đường chuyền rất hợp lý. Goal! Và bàn mở tỷ số đã đến từ rất sớm dành cho Aston Villa. Ngay phút thứ 3 thì Leon Bailey đã ghi được bàn thắng. Chỉ cách đây hơn 1 phút thôi, tôi vừa nói đến việc các cầu thủ Leeds United sẽ đối mặt với nguy cơ rất nhiều khoảng trống ở phía sau lưng họ. Thì ngay lập tức Aston Villa đã tận dụng triệt để một tình huống như vậy. Boubacar Camara có rất nhiều khoảng trống. Kinh nghiệm, đó chính là thứ mà chúng ta được thấy trong pha bóng vừa rồi của Ashley Young. Và bây giờ là cơ hội phản công lên Bailey.
không vào. Bóng được đưa vào lưới lần thứ hai. Trọng tài xác định lỗi việt vị của Emiliano Buendia mất rồi.